Oh my god, mình thì mình mới có để ý luôn, bởi vì Steam lâu lâu nó ấy, cái thằng Google, YouTube này lâu lâu nó không có hiện lên hết những cái comment của các bạn á, nên nhiều lúc mình cũng không biết được, mà có nhiều bạn là từ 1 tháng 4 tháng trước luôn á là không làm được ha. Thì mình cũng đã hồi nãy mình vừa mới đủ làm rồi, nhưng mà các bạn nên để ý á, mình mới vừa thay ảnh lại nè, thì hình như cái cách cũ á là hình như là không làm, nó kiểu làm lên thì nó lại gây báo lỗi rồi, cho nên trước khi mình làm mình nói cho bạn là ở cái phần layout này á, các bạn để ý á, là Steam nó hay nó cái cập nhật gần đây á, mình không hiểu sao là mình bị tắt cái này là open the screenshot, là tức nghĩa là nó kêu là kiểu như mở cái chỗ mà bạn lưu cái hình mà chơi lúc mà bạn thoát cái game ra đó, thì để bạn nào nhấn ok cái đó đi rồi sau đó là xong. Cái này là cái gì ta, cái cách cũ hình như là mình vừa mới kiếm mình bỏ lại rồi, và hình như là lúc mà tải cái phần tải lên á nó báo lỗi, để mình thử cho bạn. Đó thì khi là show on disk á thì có lẽ bị thế này, để mình kiếm cái hình làm nó mình đãi lên lại này, đây hình cái máy của mình đi. Giờ copy cái này đúng không? Bình thường là mình làm y hệt này, cái cách của mấy bạn luôn. Giờ là xóa cái này đi. Xóa cái này. Replay nó đi. Nó này khi upload lên thử coi. Mình thấy vẫn được mà ta. Thử chỉnh lại coi. Không phải được đấy mà. Cái ông này bị gì vậy? Có bạn làm không thể làm với ảnh gif thì hơi buồn. Tiếp tục thử. Dàn hơi nhỏ xíu không biết đường nữa. Đúng rồi, anh gíp hình như không được. Cái này ok, coi như là mình biết rồi đi, coi như là anh gíp là không up được đi. Nhưng mà anh gíp á, thì mình nghĩ các bạn nên làm thì mình nghĩ là cái này nó chỉ là cái dòng mã code thôi, thì chúng mình cũng sẽ để cái mã code ở dưới cho các bạn. Nếu bạn dán này vô nè. Tắt nó đi, tải lên. Đó, thì như cái phần này các bạn giờ các bạn có thể sửa rồi đó, kiểu như tải nó lên đó, đưa nó ra chứ. Đây là ví dụ mình đang để hình này nè, thấy hình này đi, nó ở đây nè. Bây giờ thì mình tổng kết lại cho các bạn nè, là nếu mà các bạn up cái ảnh thường á thì kiểu à không ảnh động á như hình này đi, thì các bạn có thể làm cách cũ, nhưng mà cái bạn nào mà up ảnh động á thì hãy làm cái cách của mình nha, kiểu để thêm cái đường link nữa cho mình nha, coi như là xong để mình biết mình làm cái nào xong cho xong cái đó đi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem cái clip nhỏ nhỏ của mình nha, bye bye.